Đây là đá khô và đây là nước. Bạn có biết không? Đá khô mình sẽ làm giá trị và mình sẽ làm ra bong bóng được. Tại nó bằng hơi nên mình làm ra bong bóng bằng hơi. Mình sẽ đổ vào nước xem nó có chuyện gì xảy ra không nhé. Bây giờ mình sẽ đợi xem quả bóng này to được từng nào nhé.